Ready? Yeah. Zombie. Everybody make. Man, the storm will bring the noise. Get the joy for. Come on, come on. Tap tap. Jump, jump. Bam, bam. Tap tap. Ten 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 ten. Ai cho anh mua thịt? Thì vừa rồi thì qua cái cửa hàng thịt của con Hoa, thấy cái mông nó ngon quá cho nên anh làm miếng. Ăn mông con Hoa không nhiễm silicone ấy thì cũng tiêm toàn nước cống. Cái gì? Nước cống á? Chứ còn gì nữa? Thật à? Lại chả thật. Thảo nào mua nửa cân thịt mà rang xong ấy còn có 3 lạng. Thôi thôi thôi, bây giờ nhá, bỏ cái 3 lạng nửa cân của anh đi. Bây giờ tôi hỏi anh như này, ai cho phép anh mua thịt? Thì em phải thông cảm. Cả tháng ấy em bắt anh ăn rau muống rồi, anh sợ nó còi xương, vì thế anh mua tí thịt để bồi dưỡng. Ôi dồi ôi, anh mà cũng sợ bị còi thừa xương mới dinh dưỡng à? Ôi dồi ôi, nói hay nhờ. Chả bù cho lúc say, nói khôn ơi là khôn cơ. À, rượu cũng là gạo. Em chấp gì với thằng say? Chấp gì? Chấp gì? Bây giờ tôi hỏi anh đi này, ai nói với anh là rau không có chất? Rau muống thì có cái chất gì? Rồi rồi, ai bảo anh thế? Hả? Rau muống nó rất nhiều chất mà là vitamin. Vitamin gì? Vitamin muống. Ôi dào ơi, thế nhưng mà anh lại thích ăn vitamin lợn. Vitamin lợn. Anh đi này, tôi với anh đã nói với nhau như thế nào hả? Cả mấy tháng nay không đi làm gì, lấy đâu ra tiền để ăn? Anh ăn như thế này rồi quen mồm đi, mai mốt lấy gì mà ăn hả? Kiểu này thì chỉ có gì phá sản hoặc đem cắm sổ đỏ. Có mấy miếng thịt mà em cứ làm như trầm trọng, nghiêm trọng lắm mới không bằng. Sao không trầm trọng hả? Không quán triệt với nhau ngay từ đầu như thế thì như thế nào? Đấy, anh mở mắt ra nhìn hàng xóm đấy. Hả? Nhà nào không người ta xe cũng 4 bánh. Ôi giời ơi, thì tôi có kém gì nào hả? Tôi chỉ kém một tí thôi. Có nghĩa là sao? Người ta 4 bánh, còn tôi ấy 3 bánh. Nè, 3 bánh hơi hẳn hoi nhá. Ôi, thanh niên sức dài, vai rộng. Ăn thì ăn, chỉ thích ăn vitamin lợn. Rồi, thế mà lúc nào cũng làm, bảo làm cái gì là cũng chối quanh ra. Thế tôi hỏi anh nhá, thế tại sao anh không chịu đi làm xe ôm? Đây nó thuộc về phạm trù đạo đức nghề nghiệp. Phạm trù đạo đức nghề nghiệp, nói cứ như là nhà văn ấy. Không nhà văn. Ngày xưa ấy nhá, không đi làm xích lô ấy là tôi vào học trường văn rồi đấy nhá. Trời ơi, anh có mà có vào trường? Chẳng qua là vì cô thôi, cho nên là tôi mới Tú Việt mê cả Siêu Nhi có nhà không đấy? Thằng nào nhỉ? Thôi chết rồi. Ôi trời ơi, bác bôn thu tiền điện. Thế à? Mấy tháng nay chẳng mình có đóng đâu. Rồi bây giờ mà đóng một cục thì sót lắm. Trời ơi, mới làm nào? Còn làm cái mở này chắc là có nhà đây. Để bác ơi, hai vợ chồng cháu không có nhà đâu, sáng đi làm cho nên quên không đóng cửa. Anh cái gì đấy? Nói thế thì gác gì lễ ông tôi ở bụi này hả? Ừ nhỉ, anh quên. Lạ cái vợ chồng nhà này thật, cứ mỗi lần đến thu tiền điện tiền nước y rằng là không có nhà. Đi rồi. Sao nhỉ? Có một chút gì sai sai, một sự cả tin không hề nhẹ. Này, cái vợ chồng không có nhà ấy, ra mà nộp tiền điện tiền nước, không nó cắt cho thì khổ. Không nó cắt điện là chết. Ôi trời. Chào bác. Chào bác ạ. Thú thật với bác là nhà cháu hôm nay chỉ định đùa bác tí thôi. Dạ vâng, ai ngờ bác vẫn còn minh mẫn thế chứ, phát hiện ra ngay. Em không minh mẫn làm sao mà giao cái trách nhiệm đi thu tiền này được. Dạ vâng. Mà này không phải riêng vợ chồng nhà cậu vui tính đâu, cả cái xóm hóm này đều vui. Vâng, nhà cháu cũng thế đấy ạ. Vâng, nghèo được cái nhưng vui tính. Dạ vâng, đúng ạ, nghèo cho nên là vui tính. Tiền điện nước có vui không? Dạ. Dạ. Xem nào mà đóng đi không mai người ta cắt đấy. Dạ, báo cáo bác là sao?
bí quá. Dạ à, vẫn à? Chưa xoay được. Thế mà vẫn cứ vui. Dạ vâng. Thế thôi, thế bây giờ anh chị ở nhà vui tính tiếp nhá. Tôi còn phải đi nhiều nhà vui tính hơn vợ chồng cậu nhiều. Dạ vâng ạ. Đấy, khổ thế đấy. Có được cái gì đâu. Cơm nhà vác tù và hàng tổng. Dạ. Thế mà cứ mỗi lần đi tu ấy, họ toàn chơi ú hòa. À, khổ thân nhớ bác. Mai nộp đi nhá. Dạ vâng, vâng ạ. Đấy. Nhớ dạ. Mai nhá. Vâng ạ. Đấy. Ếch chết tại mồm. Đi vào mà nốt mông con hoa đi. Thế định đi đâu đấy? Tôi bây giờ là phải đi. Đi kiếm tiền mà mai trả tiền điện nước. Vào mà ăn nốt mông con hoa đi. Bồ lào bồ tuẹt. Alo. Alo. Cô nghe rõ rồi chưa ạ? À vâng, trong phòng khám của cháu sóng nó kém quá. Ê, cho anh cốc trà đá nhá. Ê kìa, cái con dở hơi này chả hiểu đi đâu, không bao giờ thấy mặt. À không không cô ơi, cháu đang nói với em bán nước mà. Hả? Cô bảo cái gì ạ? Đi sinh nhật con cún nhà cô á? Ôi dồi ôi, thế lông nó dạo này vẫn mượt chứ hả cô? Ồ, vâng vâng vâng, cháu sẽ thu xếp. Vâng, cháu chào cô. Ôi dồi ôi, đúng là nhà giàu có khác, chó cũng đẳng cấp, ăn ngon mặc đẹp, gái kẹp hai bên. Ước gì mình cũng được là chó. Ôi trời ơi. Ăn ngon mặc đẹp, gái kẹp hai bên. Ăn ngon. Mẹ ơi. Khoan ơi. Khoan ơi. Cái gì đấy? Thế hôm nay là thế nào mà lại không có con chó con mèo nào đi vào phòng khám à? Rảnh rang đến mức độ nằm đây mơ màng thế em. Người ta đang mơ đẹp thì lại phá tan giấc mơ của người ta. Chó mèo gì giờ này mà chị khám cái gì đấy? Thú đâu? Thì thú nào? Lúc nào cũng thú. Thế chị không khám thú chị sang đây cái việc gì? À này, anh Sửu sao dạo này không thấy nhở? Thì đấy, tối sáng về chuyện đấy đấy. Anh ấy bị làm sao? Khổ lắm. Hay là anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối, sắp chết rồi hả chị? Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi, khổ tân chưa chứ này. Anh ấy là người sống hiền lành, tốt bụng, kính trên nhường dưới, bà con xóm giềng ai cũng yêu, ai cũng quý thế mà. Ông dồi nỡ lòng nào, ông dồi nỡ lòng nào. Ôi đây. Đó, chú đây, bỏ tay ra. Này, chú đừng có mà sàm sỡ nhá. Đừng có mà lợi dụng tình thế mà làm. Ở đây bao nhiêu người qua lại chú ôm tôi như thế, rồi nhỡ ai người ta nhìn thấy chết tội đấy. Không, em có sàm sỡ gì đâu. Em có ăn gặm hùm, em cũng chẳng dám làm như thế. Nhưng mà chẳng có gì ai đang trong lúc tăng ra. Bối rối em, bối rối quá. Chú này, chú này, bỏ ra. Dạ. Chú vớ vẩn nó vừa thôi nhá. Liên tha liên thiên. Ông Sửu của tôi ông chết đâu chú khóc thế. Thế anh ấy chết hết à? Thế anh ấy bị làm sao? Từ ngày ấy, ông bị hủy cái hợp đồng chở phân ở bên đại lý ấy. Cách đây mấy tháng rồi. Đấy. Thế là mới coi như là sốc nặng. Chả hiểu tại sao mà bây giờ lúc nào cũng mơ màng thôi. Sáng mở bắt dậy là mơ màng đến phân. Chưa ăn cơm nghĩ đến phân. Ăn cơm mà nghĩ đến phân mà ăn. Đêm lên giường ngủ nghĩ đến phân. Thế chú xem chị khổ không như thế. Thế anh ấy bị bệnh nghề nghiệp rồi đấy chị ạ. Giống như em đây này, suốt ngày chỉ có mơ đến chó mèo lợn gà thôi. Ôi giời ơi, để yên cho tôi kể cho chú nghe. Chưa xong đâu, tôi như là tôi cứ nghĩ là rồi thời gian nó cũng phôi phai. Thế làm sao mà bây giờ ông ấy càng ngày càng nặng chú ạ. Coi như là bây giờ nhá, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai hết. Sợ gặp cả người lạ nữa. Suốt ngày chỉ ôm được cái góc nhà thôi. Mà chú biết không, một ngày nhá, tôi bỏ ra 18 tiếng, tôi chửi rủa rồi tôi nhức mắng, tôi đay nghiến. Thế mà không ăn thua chú ạ. Thế thì đến chó nó cũng chẳng chịu được. Chú vừa nói cái gì? À không, em quen mồm mà, bệnh nghề nghiệp. Tôi nói chú nghe, coi như là bây giờ mà tôi có mắng kiểu gì á, mặt nó cứ lì lì thôi cơ. Sợ lắm ấy. Căng nhỉ, với cái chất giọng tốt như chị ấy, cộng với cái tần suất là 18 tiếng một ngày, em nghĩ là anh ấy bị bệnh trầm cảm rồi chị ạ. Cái gì? Chú nói trầm cảm là như thế nào?
trầm cảm là cái căn bệnh mà cái sức chịu đựng của con người vượt quá cái giới hạn của hệ thần kinh, dẫn đến cái tình trạng gọi là bơ bơ lác lác, làm việc thì nhớ nhớ quên quên, hành động ấy thì kiểu rất là chậm chạp kiểu slow motion, giống như cái ông gì nhỉ? Cái ông gì mà lắc lắc cái chị? À, cái ông gì làm mình mà lắc lắc này? Có phải chú định nói ông Sơn Lắc không? Ê, đúng rồi. Thế à? Giống cái ông Sơn Lắc đấy, rất là nguy hiểm, chị hiểu không? Ôi ơi, thế thì kinh lắm. Mà bệnh nặng nhá, sẽ dẫn đến cái tình trạng gọi là tự tử. Chú ơi, tự tử á? Chứ còn gì nữa? Ôi tôi chết rồi, tôi đi về đây. Hả? Chú ơi, tôi đi về đây. Chú ơi, chị ơi. Thôi tôi đi về đây. Đứng lại để em bảo nốt. Con lạy trời, lần này xin hãy để cho con được chết. Chứ vừa rồi ấy, tự tử ở mấy bụi chuối, nát hết cả mấy bụi chuối rồi mà con không chết được. Bây giờ con quyết định về nhà con chết. Xin hãy để cho con được chết. Con chết đây, vĩnh biệt. Ôi cả nhà ngươi, xem nhà ngươi tự tử mà ngứa cả mắt. Muốn treo cổ ấy thì treo xà nhà hay cái cổ thụ, chứ nhà ngươi treo ở tàu lá chuối với cả cây xoan nhà, đến Tết Tây không chết được. Dạ vâng, con xin cảm ơn, nhưng lần này con quyết định chết rồi. Con chết đây! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Anh xỉu ơi! Anh xỉu ơi! Anh làm gì thế này? Ôi trời ơi! Em đi tìm anh khắp nơi! Sao anh lại ở đây này ơi? Tránh người đây! Dạ! Anh không đáng sống nữa! Cứ để cho anh chết! Không! Lỗi là ở em! Em hứa với anh từ bây giờ rồi đi! Em sẽ không mất 18 tiếng vô dụng một ngày để chửi bới mắng nhiếc anh nữa! Em xin lỗi anh! Không! Giờ ăn năn thì đã quá muộn. Mà Tú Vịt ơi, hãy nghe lời trăn trối của anh đây. Anh nói gì? Nếu em còn thương anh thì sau khi anh chết, có nhìn thấy cái hố anh đào hay không? Ừ, em thấy rồi. Vừa rồi anh đào nhưng mệt quá cho nên chưa đủ độ sâu. Nếu mà em còn thương anh ý, sau khi anh chết thì em đào thêm cho anh khoảng 20 phân nữa cho nó ấm áp em nhớ. Vĩnh biệt em. Anh đi đây. Anh xỉu, anh đừng nói nữa. Anh rồi anh xỉu rồi. Em xin anh đấy. Anh xỉu rồi. Anh trả lời em đi. Em... Này, chơi chiến tranh lạnh như thế. Này nhá, đã thế điên nhá, lạnh thì lạnh, nóng thì nóng, đây chơi hết nhá. Em đi đi anh. Không trả lời cái gì. Rồi anh dã man nó vừa rồi nhá. Này tôi nói cho anh nghe này, tôi sẽ đếm từ 1 đến 10 nhá. Nếu mày không trả lời tôi đi luôn, tôi không quay lại đây nữa nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 phần 2 9 1 phần 3. Chú đẩy tôi rồi, tôi đi đây. Này này, chị tránh ra. Ê, bây giờ cái tháo ra, tháo ra. Tháo dây ra. Cái gì? Tháo dây của anh ra. Tháo kiểu gì? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh xỉu. Anh xỉu ơi. Ôi trời ơi. Anh xỉu ơi. Anh xỉu ơi, anh đừng chết. Anh xỉu ơi, anh mới nhận ra em không? Anh xỉu ơi. Em bốc từ quét rồi mà. Gì quét thì anh ơi. Anh xỉu ơi. Anh xỉu ơi. Em là vợ anh đây. Em Tú Vịt đây anh ơi. Có nhận ra không? Anh xỉu ơi. Anh xỉu ơi. Anh xỉu ơi. Anh muốn nói gì về em không? Ôi trời ơi, cái tay chú bóc cổ anh như thế này à? Thấy chưa? Trời ơi. Tí nữa thì em giết anh. Anh xỉu ơi. Sao không để cho tôi chết đi? Anh xỉu ơi, em biết rồi, em xin anh. Từ bây giờ rồi đi, em hứa với anh, em sẽ không bao giờ mắng nhiếc chửi bới anh nữa. Em sẽ là người vợ hiền bên cạnh anh. Thật không? Thật. Come on, come on, come on. Come on. Xin chào Thu Huyền. Vâng. Thưa quý vị, tiểu phẩm mà chúng ta vừa xem vừa rồi, anh Xỉu là một người bị trầm cảm. Mà trầm cảm rất chi là nguy hiểm. Nó làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, đang làm việc lại thôi không muốn làm việc nữa. Thế à? Lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, rất là nguy hiểm. Trong tất cả các cái tình trạng vừa rồi, thì vấn đề trầm cảm mà mình đang nói để cho khán giả biết là cái anh Xỉu, lý do vì sao anh lại muốn tự tử, không phải là riêng về cái vụ không trúng thầu đâu.
anh bị cái áp lực đó dài dài rồi. Vợ anh ấy nói tràn từ ngày này sang ngày kia. Nào là thịt ăn mấy miếng một bữa, đừng có ăn nhiều thịt quá, ăn sau đi. Đang sướng thì bảo thôi dừng sướng lại, đang muốn ngủ thì lại bắt chồng dậy. Thế sống với một người vợ như thế thì Thu Hiền cảm thấy thế nào? Em thấy cái bà đấy, bà nói 18 tiếng đồng hồ là còn ít đấy. Em còn nhìn thấy nhá, tức là em còn tận mắt chứng kiến là có những người mà nói được đến những 20 tiếng đồng hồ một lúc cơ. Mà riêng về cái khoản mà hãm cái sung sướng của chồng lại thì phải nói là quá là tài luôn. Nếu mà vợ tôi mà chỉ cần nói độ khoảng 8 tiếng thôi thì chắc tôi cũng trầm cảm rồi. Cái việc mà anh xỉu anh ấy đòi tự tử ấy, nó cuối cùng nó chỉ là một cái giọt nước tràn ly thôi. Nguyên nhân sâu xa ở đây ấy là do cái cách đối xử giữa hai vợ chồng với nhau. Cái xã hội hiện đại bây giờ thì nó quá nhiều áp lực, ra ngoài rồi mình còn phải tham gia công việc xã hội, rồi phải cống hiến, rồi phải quan hệ xã hội. Nói chung rất là nhiều thứ áp lực để cho mình nghĩ rằng là khi trở về nhà thì mình cần phải có một cái gì đó nó ấm áp hơn để mình giải tỏa những áp lực đó. Nhưng mà về thì lại gặp một cô vợ mà nói 18 tiếng một ngày, em nói thật, nếu là em ấy thì là em cũng trầm cảm đấy. Nếu là Thu Huyền, nếu Thu Huyền với bây giờ thì khi xử sự với chồng ấy, thì Thu Huyền sẽ làm cách gì? Không, em không bao giờ em làm chuyện đấy chứ. Thế em làm thế nào? Bây giờ nhá, người ta bảo là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, đúng không? Mọi người sinh ra là để yêu thương nhau mà. Em nói nhỏ nhá, em cũng có một trong số những biểu hiện như thế đấy. Thế thì anh đang định hỏi em mà lại biểu hiện gì? Quá cơ, chả có lẽ nào em lại bị trầm cảm à? Biểu hiện gì? Như em kể cho anh nghe này. Chẳng hạn như là một trong những cái biểu hiện của bệnh trầm cảm là ăn không ngon ngủ không yên, nghĩa là cứ thấy nhạt mồm nhạt miệng, đúng không? Đúng rồi. Em rất hay bị nhạt mồm nhạt miệng. Ôi thôi xong, thế thì phải nhét cái gì vào mồm? Em phải đi ra ngay ngoài đến những cái hàng mà bán đồ ăn vặt ý. Nem chua này, ốc luộc này, phô mai này, rồi bánh gối, bánh rán, đủ các thứ trên đời anh ạ. Nhưng mà với phụ nữ thì lại rất nguy hiểm. Nếu như em ăn nhiều thế thì nó lại thì tăng đấy cân. Cái nọ nó mắt xích với cái kia thì nó lại tăng cân. Đấy, mà tăng cân ấy thì lại phải tìm cách giảm cân. Mà không giảm được cân thì lại trầm cảm. Thế trời, nó ơi, là nguy hiểm. Cho tôi hỏi Thu Huyền cái này. Đã bao giờ Thu Huyền nghĩ đến cái chết chứ? Cái chết á? Bí mật nhá. Lại bí mật. Đừng cho anh nghe, nói bé. Anh nói bé thôi, đừng có tiết lộ với ai đấy nhá. Nói đi. Là có lần em đã nghĩ đến cái chết rồi đấy. Mà không phải nghĩ đến đâu, mà là em được chứng kiến cái chết ý. Hả? Em nói cho anh nghe nhá, cái chết là nó có là rất nhiều cái loại chết khác nhau. Người ta bảo là chết trong đau khổ này, chết trong tủi nhục này, nhưng mà em lại chết trong sung sướng. À, tôi hiểu rồi. Vấn đề là chị nói đây là không phải là cái chết trầm cảm. Đúng. Mà là nhiều cái chết khác nhau, cái chết trong sung sướng cái gì. Đúng. Đúng không? Thưa quý vị, trầm cảm là một bệnh tâm lý mà ai cũng có thể mắc, tất cả chúng ta. Tại vì chúng ta tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với công việc rất dễ bị trầm cảm. Nhưng cũng như Thu Huyền vừa nói, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chúng ta phải dùng tấm lòng, dùng trái tim của mình để sưởi ấm người bên cạnh mình, lúc nào cũng tươi rói rói, ấm lên để không bao giờ bị trầm cảm. Xin cảm ơn Thu Huyền. Nói nhanh, chóng buồn. Huy ơi, Huy ơi, Hằng sao đấy? Không à, có sao đâu. Chết rồi, bị bệnh nặng quá rồi đấy. Này, đừng có làm tớ lo nhá. Không có gì phải lo, thử đi hay lắm. Cậu thử đi. Thổi bóng có gì vui đâu mà thử. Bóng này không phải là bóng thường, mà là bóng cười đấy. Tôi chết, bóng cười á? Vứt ngay đi nhá. Hại sức khỏe em đây không được đâu. Cái cậu này lạc hậu quá. Bọn trẻ con ở phố cổ nó thổi suốt ngày đấy. Không tin thì cậu đến đấy mà xem. Đang mốt thời thượng đấy cậu ạ. Ui giời ơi, đó là lạ gì. Bóng cười đấy, thực chất là bóng nước bơm đầy khí NO2 vào. Chất này gây ức chế thần kinh, tác động lên sự chuyển hóa và hệ tuần hoàn, gây thiếu oxy. Đó là làm giảm khả năng nhận thức, suy nghĩ, trí nhớ, thậm chí gây ảo giác. Đặc biệt là còn nguy hại đối với những người có bệnh về tim mạch nữa cơ. Thật thế à? Tôi chết. Không biết là các bạn trẻ có biết không nhỉ? Mà các bạn trẻ ơi nhớ nhé, bóng cười coi chừng là không cười được đâu.
biết đứa nào nói bà như thế nhá. Mặt mũi bà như thế này mà mày bảo nó chua ngoa phù thủy à? Hả? Này, cái vòng này à, quê một cục 100.000 con mà cả rổ. Xấu gắc, ai mà thèm đeo. Cô với ông xỉu nhà tôi. Cái lão xỉu này. Ôi trời ơi, thảo nào. Cô. Sao thế? Ôi giời. Có phải anh nói là con chim mây nó xinh hơn tôi không? Từ ngày hôm nay nhá, một là anh chết, hai là tôi chết. Xỉu. Xỉu ai rồi đâu. Thế này mới đúng bản chất thế này. Rồi, thế là xong một bài. Ôi chú cảm ơn nhá. Dạ. Chú đi nhá. Thích bật à? Có là thích bật đúng không? Some,